Alo, thân chào anh em. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình có nhận được một cái đèn này nè quý vị. Mình sẽ sửa lại cái đèn này. Đây là cái đèn bàn mình để dành nó là học bài ha, hoặc là xài khi cúp điện gì đó. Cái đèn nó như thế này. Nhìn ngoại hình bên ngoài thì nó cũng còn mới và nó cũng còn đẹp lắm. Cái đèn màu hồng đó, nam tính luôn à. Thì cái tình trạng của nó là chúng ta mở lên thì không có sáng đèn, sáng đuốc gì nữa hết trơn. Im du bà dù luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra thử coi nó bị cái gì. Và chúng ta sẽ tiến hành khôi phục nó lại ha, khôi phục và tái sử dụng nó lại. Cái đèn này mình được một cái người quen biết, người ta vứt bỏ rồi mình thấy vậy mình xin luôn, về mình sửa lại xài. Thì trong cái đèn này thì nó cũng đơn giản thôi, nó có một cái bo để mà sạc vừa điều khiển thôi, và một cái viên pin ở trong ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo ra kiểm tra nó nghe quý vị. Trước khi tháo ra kiểm tra mình sẽ ghim điện vô thử thôi. Bởi vì cái đèn này nó cũng xài đó là điện, đó là điện AC nè. Ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn cái chui nè quý vị. Đấy, sẽ ghim điện vào. Đừng có nổ nghe mày. Đấy, nó kêu cái cắt. Mở lên thì nó cũng không có sáng luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tháo nó ra kiểm tra xem coi nó hỏng cái gì nha quý vị và các bạn. Rồi đây, bên trong nó là gì nè quý vị. Đây là cái viên pin 18650 mà người ta tự chế lại nè, 3,7V. Rồi, trong nó có một cái bảng mập như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đó là tháo viên pin này ra kiểm tra xem coi nó còn sống hay là không ha. Kiểm tra viên pin này trước để coi nó còn tốt hay là không. Rồi mình sẽ dặn đồng hồ về cái thang đo là 20, đó là 20V. Đây đồng hồ của mình đây. Mình sẽ đo cái viên pin này coi. Đây. Rồi viên pin này đã hết rồi. Có 1V1 à. Đó. Như vậy là xác định là viên pin này đã chết rồi, đã không còn điện nữa nha quý vị. Đó, giờ mình lấy viên pin mới mình gắn vô coi nó như thế nào. Nhưng mà trước khi lấy viên pin mới mình gắn vào á, thì mình sẽ tiến hành đó là kiểm tra xem cái mạch này nó còn sạc được cho pin không ha. Nhiều khi cái mạch này nó không có sạc được cho pin á, bằng cách là mình ghim điện vào và mình đó là sẽ đó là đo hai cái đầu ra coi nó có trên đó là 3,7V không. Bởi vì sạc được cho viên pin này thì chúng ta cần phải đó là có một cái dòng điện trên 3,7V ha mới được. Còn nó dưới là cái sạc này nó hư, trên mạch này nó hư cái sạc, cho nên là làm cho viên pin này nó hỏng nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn điện vào nha quý vị. Rồi mình sẽ đo hai cái đầu ra này nè.
Rồi sau khi mình ghim điện vô thì mình thấy đèn nó hơi sáng sáng nè, mà nó sáng yếu lắm. Mình sẽ đo hai đầu ga này coi. Nó có trên là 3.7V không? Thường là nó sẽ 4.2V á. Đây. Rồi nó có 2.mấy V à. Nó chỉ có 2.8V à. Như vậy là nó sẽ không bao giờ sạc cho đầy cái viên pin này được nha quý vị. Nó ra như vậy làm sao sạc được pin. Đấy. Rồi như vậy là mình xác định là cái nguồn sạc này nó hư rồi nè. Đó. Mình sẽ tìm cái phương án khác mình sẽ thay thế. Rồi bây giờ mình sẽ hàn một cái viên pin, nói chung là còn von vào đây thử coi nó có chạy không nha quý vị. Rồi mình cho ổ điện qua một bên đi. Rồi đây mà có một cái viên pin nè. Pin này để mình kiểm tra lại coi nó còn xài được không. Đây viên pin của mình đây. Rồi nó 3.5V. Nói chung là mình cũng test được chứ không phải là còn đầy đủ. Viên pin này mình chỉ để dùng test thôi. Mình sẽ sạc đầy nó lại. Mình sẽ hàn vô thử nha quý vị. Rồi mình đã hàn xong viên pin vào nè quý vị. Và bây giờ mình sẽ đó là thử bật cái đèn lên coi nó có cháy không. Đây đấy, đèn rất là sáng luôn nha anh em. Bật lên thì đèn rất là sáng luôn nè. Tắt. Ok nè, đèn rất là sáng luôn. Có một bóng nó chết thì kệ, nhưng mà không sao, cởi nó đi. Đấy. Rồi ok nha. Như vậy là chúng ta xác định được là pin hỏng nha. Và cái bộ sạc này là không mấy à. Và cái phương án của mình tính tới đó là mình sẽ đó là thay một viên pin mới vào đây. Và chúng ta sẽ chế cho nó một cái đó là một cái mạch sạc 5V cho viên pin này ha. Tại vì cái mạch này nó còn điều khiển đó là công tắc này còn điều khiển được. Mình sẽ tiến hành mình tháo cái chui này ra. Và mình sẽ thêm cái mạch sạc 5V vào đây cho viên pin là ok nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha. Rồi ở đây mình có một cái viên pin và một cái mạch sạc nè quý vị. Đây là cái mạch sạc cho pin 18650. Nó có chip điều khiển và chip bảo vệ ngắt dòng nữa nè. Đây là loại mạch tốt, mua khoảng 5.000 đồng ha. Mình sẽ đó là tiến hành đó là thay viên pin này vào, tháo cái công tắc này ra, thế thằng này vào ha. Là chúng ta sẽ sử dụng điện đó là 5V cho nó an toàn hơn là điện đó là 220. Hồi nãy nó giật mình tê tê cái mình muốn xỉu luôn. Mình nhát điện lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nữa là tháo ra nha quý vị. Rồi, trước tiên mình sẽ là gỡ hai con dây này ra ha. Rồi mình đã tháo được cái công tắc này ra nè quý vị. Và mình chỉ cần đó là để cái mạch này vào đây ha. Để cái mạch này vào đây là chúng ta coi như chúng ta sẽ đó là mạch sạc này vào đây ha. Rồi chúng ta sẽ tháo cái tiếp cái con này ra để mà để cái mạch sạc vào. Rồi mình đã tháo được cái con điện trở này ra. Bởi vì con điện trở này nó nằm ở bên cái bộ sạc này, không có gì quan trọng hết trơn. Mình đâu có xài sạc nữa. Mình chỉ là gắn này vào đây ha. Xong rồi mình đưa ra bên ngoài này, mình ghim chuỗi sạc vô mình sạc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đó là hàn vào thôi. Rồi như vậy là mình đã hàn cái cộng dây điện này vào cái mạch sạc mini này nè quý vị. Đầu ra B trừ và B cộng. Sau đó mình sẽ hàn hai cái đầu này vào cái viên pin này nữa là xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàn nha quý vị.
Ok. Rồi, quý vị và các bạn ơi, thì mình đã hàn vào được cái mạch sạc này nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ghim sạc thử rồi nó có vào không nha quý vị. Đây, đây là cái chui đa năng của mình, là mình sẽ ghim vào thử coi. À, nó vô nè. Khi mà nó đầy pin thì nó sẽ cháy đèn xanh nha. Bây giờ nó chưa có đầy, nó cháy cái đèn đỏ. Đó. Như vậy là đầy viên pin này thì nó cấp qua cho cái đèn kia thì nó không có cái gì mà để mà bàn cãi nữa. À, chúng ta sử dụng sạc 5V cho nó an toàn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đó là gắn nó vào đây. Gắn nó như thế này. Rồi, tiếp theo mình sẽ hàn là hai cái cọng dây điện này vào, đó là hai cái chấu pin ha quý vị. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã hàn cái viên pin vào xong rồi. Và cái nhiệm vụ bây giờ là mình chỉ cần hàn cái điện vào cái thằng là trừ và là cộng là cũng là led thôi. Mà coi như vậy là xong rồi quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái thành quả coi nó có sáng đèn được không nha. Đấy, sáng trưng luôn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn mạch vào thôi. Đấy, giờ đổ keo nến vô cho nó cố định. Rồi, như vậy là mình đã khôi phục xong cái đèn này nè quý vị. Đây. Đó. À, sáng nè. Ok nè ha. Mình sẽ tắt đèn cho quý vị xem. Đấy, rất là sáng luôn. Độ sáng này yếu nè, sáng mạnh nè. Đó. Đó là thành quả của mình sau khi mình đã khôi phục cái đèn này xong rồi nè. Đó. Và bây giờ chúng ta để mà muốn sạc thì chúng ta sẽ ghim sạc vào. Đó. Đây nó có cái chui sạc nè, ta ghim vào.